Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 10 năm 2024, khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão, tần suất các đợt không khí lạnh gia tăng. Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 10, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng miền núi Bắc Bộ trời rét. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10 này, Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Ngoài ra, mưa dông trên phạm vi cả nước có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.